sẽ trở lại với chiếc xe Honda Winner. Đây là một chiếc xe có một cái đèn pha rất là mờ. Ai mà đã chạy qua chiếc xe này đều biết là xe này rất là mờ, nó không có làm cái gì hết. Nó có đèn cũng như là không có đèn gì, bật lên để ta thấy ta ném mình thôi, có pha gì cũng vậy hết. Điều đó là trang bị công nghệ LED. Thì giải pháp dành cho chiếc xe Honda Winner này, giải pháp rất là tuyệt vời và hoàn hảo luôn, nó cũng không gây ảnh hưởng gì tới xe, cũng không mất gì hết. Đó là trang bị thêm một con LED RL4. Đây, LED RL4 là một con LED rất là nhỏ gọn nhưng mà có độ sáng cũng khá là tốt, 30W, 3000 lumen, và có thể nói là trong tầm khoảng chừng 100m thì mình thấy cũng rất là đạt. Giá thành của con LED RL4 hiện nay thì cũng không phải là quá mắc. Bên mình hiện tại là đang bán với giá là 1.200.000 đồng chưa tính công chế. Với chiếc xe Honda Winner này thì mình đã độ thành công. Mình đã thấy đó, vừa vặn lắm, là không khoét gì cả. Mình vừa mình chế vô nhưng mà mình không có cần phải khoét chế gì nhiều, hoàn toàn là như zin thôi. Và để điều khiển cái con LED L4 này, mình trang bị cho nó một công tắc riêng. Công tắc này cũng là zin thôi, sử dụng công tắc cốt pha vaccine của xe SH. Nó có chế độ cả chế độ vaccine này nữa. Và cái cách mà mình cho nó hoạt động trên chiếc xe Winner này là khi mình để chế độ cốt thì là tắt, bật pha thì đèn sáng, bật pha sáng L4, và khi mình đá vaccine thì L4 cũng sáng theo luôn. Cái đèn chính giữa của mình là cái đèn nó không có độ sáng tốt đâu, mình sẽ sử dụng nó để làm cái đèn cốt. Khi mình bật đèn lên, khi mình bật đèn lên thì ngẫu nhiên là nó sẽ sáng mặc định luôn là đèn cốt, lúc nào cũng vậy. Mình sẽ chỉnh thấp xuống. Ở dưới cái đèn nó có một cái con ốc, ốc để chỉnh trong đây này các bạn. Ở trong đây có một con ốc để chỉnh đèn, sẽ chỉnh thấp xuống hết cỡ, tức là cái đèn pha này không cần pha cốt gì nữa, lúc nào nó cũng sẽ chiếu ở chế độ cốt luôn. Còn đèn pha bây giờ sẽ chuyển là đèn L4. Khi mà chế với cái bài này thì tất cả mọi thứ đều liền lạc như zin hoàn hảo. Bây giờ mình sẽ test cái độ sáng của nó so với đèn zin như thế nào và hiệu quả chiếu sáng của nó như thế nào không. Bật đèn lên, đây là đèn zin của chiếc xe kết hợp cả pha cốt rồi đó, mình sử dụng làm đèn cốt luôn. Bây giờ sẽ bật đèn lỗ lên. Đây là cái đèn zin của xe, mình đã chỉnh chế độ cốt rồi. Lúc nào hai cái chế độ cốt pha của nó mình gom lại là một. Đây là đèn pha L4, áp đảo hoàn toàn luôn. Cái đèn này thì mình đã test đi đường xa, đường trường thì nếu là nó đủ đáp ứng cái nhu cầu của mình. Đây là vaccine.
đi LED, mình đi thay bằng LED rồi, rất là sáng. Mình để tiết kiệm điện mà xài đèn pha lửa thì mình đã thay vô đây một con LED spot. Đây là bộ mi stop select nha, cái này stop select luôn, cực kỳ sáng, có thể nó là sáng gấp 2-3 lần số bóng zin. Còn khi cái bóng này có 4 watt thôi, bóng zin là tới 25 watt rồi, tiết kiệm được 5 lần độ sáng thì có thể nó là gấp đôi. Và là LED green, dùng chip LED, 4 chip LED green, cực kỳ sáng. Và cái loại LED này nó cũng cho cái độ bền rất là ấn tượng, tỷ lệ hư hỏng cực kỳ thấp. Mình sẽ bật đèn lên rồi coi. Chế độ đồng ý thì mình bóp thắng lên thì cực kỳ sáng ha. Và thay thế nó cũng rất là dễ, đây không cần tháo cái gì ra hết, chỉ bặn nó qua nhẹ cái thôi là nó vô rồi. Đây mình tháo ra. Chưa tới 1 phút là có thể thay được bóng zin thành bóng LED rồi.